trước, cô gái 19 tuổi đã trở thành nhân chứng lịch sử, vinh dự kéo lá cờ tung bay trên quảng trường Ba Đình lịch sử. Sáng ngày 2 tháng 9 năm 1945, quảng trường Ba Đình rợp bóng cờ hoa. Giáo sư Lê Thi, tên thật là Dương Thị Thoa, khi đó là cô gái 19 tuổi và không bao giờ quên khoảnh khắc lịch sử đó. Tôi với chị Đàm Thị Loan là người cùng tham gia kéo cờ. Hai chị em thì chị bắt đầu nâng cờ, tôi bắt đầu kéo cờ. Thế khi nào cái cờ nó lên cao vút trên cao thì coi như hoàn thành nhiệm vụ. Lần đầu tiên mới non Bác Hồ, rất là giản dị, không có bê cà bát tây gì cả, mà mặc bộ áo thường, đi dép cao su. Tôi lên tôi bảo, sao bác là giản dị thế? Hơi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Sinh ra trong một gia đình trí thức ở Hà Nội, bà là con gái của liệt sĩ Dương Quảng Hàm, một nhà giáo nổi tiếng, nguyên là hiệu trưởng trường Bưởi Xưa. Năm 19 tuổi, bà đã chính thức trở thành chiến sĩ Việt Minh và lấy bí danh là Lê Thi. Sau ngày độc lập, bà Lê Thi hăng hái tham gia phong trào cách mạng. Những năm sau đó, bà hoạt động trong trung đoàn thủ đô, làm công tác phụ nữ ở nhiều tỉnh thành. Bà đã dành trọn cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Nhớ về bà, người kéo cờ ngày 2 tháng 9 năm 1945.